Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên được 39 số ha. Đây thì tất cả các số trên màn hình. Đó. Thì cái số nào thích hợp của chú anh chị mình sử dụng thì cứ gọi cho Tuyền ha. Rồi, trước khi vào video để Tuyền nói cái gì về cống nước vậy? Tại vì mỗi khi mà lên video á, Tuyền lên video rồi đó, mấy anh mấy chú kêu chụp hình gửi ống nước cho coi á. Là lúc Tuyền lên video rồi này, Tuyền nghe điện thoại rồi không có quay chụp hình được á, cho nên là mấy anh mấy chú á, xem á, trên video á, thì nó sẽ chi tiết và rõ hơn á. Mấy cái ống nước này nè, đó cái ống nước này á, thì xây ống 40 nè. Đâu rồi, nó có cái thông số đây. Cái trên video thì lúc nào nó cũng sẽ chi tiết và rõ hơn Tuyền chụp hình, cho nên là mấy anh mấy chú xem video kỹ giùm Tuyền là được rồi ha. Đây nè, ống bóng mưa dài 15m ha. Ống bóng mưa dài 15m. Cái nó có hai cái đầu. Hai đầu này ha, một đầu đực, một đầu cái để nối vô nè. Cái ống này á, là ống mới phải như là 90% luôn á mấy chú nha. Cái này á là cái ống này ống mới nè. Mấy anh mấy chú á, mua hàng ha, mua hàng được nhận hàng trước khi thanh toán, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó cho nên là mấy anh mấy chú yên tâm. Là Tuyền bao xài luôn, bao xài tức là mấy anh và mấy chú về á mà mấy cái da này đó nó có lủng có xì á thì Tuyền bao luôn. Đó. Được kiểm tra hàng ha, hàng mới. Cái này ha, Tuyền biết sao không? Lâu lâu mới có một lô đẹp như vậy á, cho nên là Tuyền dành giật lắm mới được lô này á, để cho anh mấy chú xài để hàng đẹp. Dây nó mới á, giống như cái thường cái tuổi thọ á, tuổi thọ mà dây cũ á, nhiều khi mình xài được giống như tuổi thọ nó xài 10 năm đi mà nó cũ 5 năm là mình xài có 5 năm mà. Còn dây này dây mới không? Mình xài chắc có thể 10 năm. Đó. Cái đầu đực đầu cái hai cái đầu nó nói nhau vậy. Còn cái đầu về mấy anh mấy chú tự nói vô máy nha. Rồi ống nước này thì nó có hai loại nè. Đó. Nó hai hãng á, nhưng mà hoàn toàn của Nhật hết. Cái này là ống cứu quả nha. Cái này ở bên Nhật ở bến người ta xài là cứu quả á. Còn đây mình về mình tưới vườn đi. Đó. Cái nào cũng của Nhật hết. Róc két nha. Giống róc két. Giống một cái bụng nhật. Này quá cái 07 không? 40 nè, 40 dài 15m ha. Đó, thường mấy cái ống mới này da nè. Da nó dẻo, nó dẻo quá. Nó dẻo, nó mềm á. Đó. Đó, thì cái ống này thì là 300 ngàn một cuộn đó nha mấy anh mấy chú. Thường á đơn mà 300 chuyển khoản bao ship, nhưng mà riêng ống nước là Tuyền không có bao ship nha. Ống nước này mới giá cao lắm. Nhưng mà Tuyền bán bằng giá như lúc xưa á, cho nên là Tuyền không có bao dưỡng khoản, không có bao ship được. Để lấy nhiều thì nó khác. Rồi cho mình cái thước đi bạn. Rồi, bắt đầu vô video số 1 ha. Đây. Cái căn điện thoại đâu? Đây. Số 1 là kéo ha. Số 1, một cây kéo bướm và một cây kéo cắt vải nha. Đó thì hôm nay á mấy anh mấy cô á kêu á là thường á mua cây để nhà cho bà cắt vải này nọ, cho nên là lên combo 3 cây á thì mua nhiều quá nó phí. Đó cho nên là hôm nay ha Tuyền có lên lẻ một cây cho mấy chú mà mua về xài ít á, xài gia đình đó. Rồi cái này cây kéo bướm này 17 nè. Thường kéo bướm á thì người ta rất là thích thép nó cứng á. Cái mằng cá mằng nội ha, kéo này bé. Cho mình miếng giấy các bạn. Đây, mấy kéo này bén lắm luôn. Rưỡi không mẻ ha.
Còn đây là một cây kéo cắt vải, kéo này cũng còn bén, mọc anh chìm nè, chữ của nó là Tokyo nè, cái chữ cái chốt đồng á đó. Chung bữa nay mấy cái kéo tưởng tiễn, cái này xay 25 ha, đuổi không mẻ để cắt vải cho. Nói chung là mà cắt vải nhà mấy anh mấy chú cô nào mà cắt vải nhiều á thì muốn nó cắt nó ngọt hơn á thì mình mài lại, mình mài thêm thôi đó. Cái này tiền vệ sinh sạch sẽ, lô kéo này tiền như lửa không luôn á, đẹp lắm, bén nữa. Rồi số 1 ha, số 1 200.000. Rồi số 2, số 2 hai cây kéo cắt bướm, hai cây cá bướm. Kéo này, cái bướm này để bằng cá thì hơi hơi bị vip ha. Cái bướm này, kéo này nó không có chữ, cái này còn nhỏ. Rồi cái kéo này đây. Có chữ này, chữ bên kia luôn, có cái mũi nó hơi rỉ ha. Cái mũi giống như nó nó cắt. Đó. Cây này hiện cũng bén. Cây này dài ạ. Cây này dài 18 năm á. Cây nhỏ kia 16. Rồi, số 2 ha, số 2 là 150.000 cặp thế này. Số 3. Số 3 là ba cây kéo cắt vải. Đó thì mấy anh mấy chú nào mà xài nhiều thì giống như là cắt vải, cắt đủ thứ gì nhiều thì mình lấy những cái combo ba cây. Cái này có rỉ. Cây này dài 25, chốt chốt đồng ha. Có chữ in chìm hết. Cây này bề mặt nó có rỉ ha. Không, nhìn kiểu cuốn sắt. Đây, cái mặt này cũng có rỉ. Nó không có đẹp, cái kéo này nó không đẹp. Mà cũng sắc lắm luôn. Cắt cũng được. Cắt cũng được ha. Nó không bén lắm. Nó cái này nghe 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 cái kiểu nó. Để cắt ra miếng ra tôi cho nó như cái mền vậy. Đó. Cắt dày luôn nè, ghê không? Đó. Cây này thì dài 25 luôn, chốt đồng luôn. Cây này cũng còn đẹp, cây này không có rỉ như cây kia. Rồi cây này cây nhỏ, cây này 21 à. Rồi số 3 ha, số 3 nguyên ba cây kéo này 200.000. Rồi số 4. Số 4. Đây, mấy anh mấy chú khi cô chú nào mà mình xài xài cắt ở nhà một cây để xài thì mình chốt mấy cái cây này, tiền chỉ lên một cây nè. Bén nha mấy cái kéo này. Đó. Hàng tiễn không luôn nè. Bén lắm. Cây này nó số 4, đây có chữ anh chị đúng không? Rồi số 4 ha, 130.000. Số 5, cây này dài 25 505. Cây này thì nó đẹp hơn. Đó. Tokyo nè. Thường mấy cái cắt vải thấy quắn cái này nè. Tiền vệ sinh đây. Để thành gì luôn. Đuổi nè. Kéo này dày ghê. Nó. Trời ơi. Quá im. Quá trời bén luôn. Rồi số 5 ha, 140.000. Số 6. Số 6, số 6 cây này cũng dài 25. Đó. Đây.
Cái hôm nay một cây rất là đẹp luôn. Ồ, cây này bén tới mũi luôn nè. Chốt đồng ha, chữ anh chị hết luôn. Mấy kéo này về mua về xài luôn. Rồi số 6 140.000. Số 7. Kéo đẹp ha. Tokyo. Cái này nhiều đây, cái này dài cũng 25.5. 25.5. Đó. Ngọt xớt luôn. Rồi số 7 140.000. Số 8. Số 8 có một cái cây chỉnh lưỡi cưa nè. Có thông số gì đây nè. Hàng Somai gì đây. Rồi số 8 ha, 140.000. Số 9 kéo ha, kéo cắt hàng rào, kéo tỉa hàng rào á. Tỉa hàng rào có trợ lực á. Mấy cái kéo này bén nha, hồi chiều tiền cắt nguyên cái đám rau ở trước. Bén lắm. Cây này thì hình như là cây này không có xoay. À. Cây này không có xoay. Cây này hầu như còn rất là đẹp luôn. Bao da cũng còn ok luôn. Cái này nó bằng bằng nhôm ra tới ngoài luôn nha. Trợ lực, cây này trợ lực cứng ha. Cây này tổng thể của nó là 31 nè. Cái chỗ gài đây. Đó, rồi, số 9 150.000. Số 10. Rồi xong các con giải là dẹp giải luôn đi. Số 10. Số 10 là cái kéo xay 360 độ. Nhưng mà cái nhựa nó không còn đẹp nữa ha. Nó bể miếng nhựa rồi. Bể nè. Mà cái lưỡi kéo. Cái lưỡi kéo rất là đẹp luôn nè. Bén ngót luôn. Nè anh mấy chú khỏi sợ. Quên rồi. Đó. Ghê không? Kéo cắt hàng rào mà cắt giấy thấy ham luôn. Cái này xay 360 độ ha. Cắt cho mình xay chỗ nào cũng được. Nó cái nhựa đây ha, nó bể ha, nó nằm quăng lên. Cái này nó bóp nút ở đây nè là nó sẽ xếp lại rồi. Khi mà mình mở nó ra cái mình bóp mạnh đâu về cái là nó nhảy ra đó. Cái tay nó không còn đẹp lắm, bén nha, bén ngót luôn. Rồi cái này là 34 luôn. Rồi số 10 120.000. Gì bà gì số 11. Số 11 đây là cái kéo cắt cắt ton ha, cắt ton dạng trời đất ơi, ngâm cố bóp kè nhiệm vụ dữ dằn đây. Cái kéo cắt ton cây này bao giờ nó rách rồi. Cái này mấy anh chú về chế cái chốt gà giùm tiền ha. Đây có chữ anh chị em ha, lò xo lực luôn. Kéo này chắc bén nè. Trời ơi, mấy cái kéo này phải nói là nó bén lắm luôn á. Mà cái nó kiểu nó cong vậy nè, cắt nó dễ luôn, cắt to nó dễ luôn á. Cái này mà mắc cái lò xo thôi, mấy anh mấy chú chế giùm cái là tiền cái lò xo thôi. Cây này dài 24 năm ha. Rồi số 11 140.000 luôn. Rồi số 12. Rồi kéo này ha. Này mà mua cái kéo này mà về làm gì ta? Làm cá hơi bị vip luôn á. Thường kéo cắt ton, cái này cắt ton. Cái này hay dài 24 ha. Kéo này cắt ton nè, kéo con ngày xưa nè, kiểu thép thép xưa. Đó. Đây chữ Nhật in chìm ha. Cái này không phải là nó cái nặng này không phải nó cong đâu nha mấy anh mấy chú. Không phải cong nha, nè, lưỡi nó bằng sát thấy không? Đẹp lắm nha. Bén cực kỳ luôn. Đó. Bao da nè. Cái này thép thép nó rất là bén và nó
kéo này cắt to nó cắt vậy măng cá hơi bị vip luôn á. Thép nó dày á, thép nó dày lắm mà nó bén dữ dằn. Rồi, cây kéo số 12 này cái độ cong á dễ cắt. Ngoại hình nó kiểu nó rỉ rỉ vậy nè. Bạn vệ sinh á, vệ sinh nó chà chứ không phải là nó cong mũi hay là gãy gì hết. Nên mấy chú yên tâm nha. Đó. Nè, cắt cái mũi luôn nè, nó thấy không? Rồi số 12 200.000. Số 13. Số 3 hai cây kéo ha, hai cây kéo cắt cành. Hai kéo cắt cành ha, lưỡi này cũng còn bén nè. Kéo này dài 18 năm là 19. Kéo này dài 18 năm. Đó. Cái này cái gì đây? Bimisabang gì đây? Đóng in chìm nha. Lưỡi còn đẹp luôn, mấy cái lưỡi này kéo này còn đẹp và bén á. Rồi, số 13 ha, hai cái kéo nè, 150.000. Mà hàng đã qua sử dụng mấy anh mấy chú mà về muốn bén mà ngọt xớt luôn á thì mấy ông chú mình mài lại ha. Đây, cây này made in Japan ha. Bên này có rỉ nha, bên đây là rỉ nè. Bên này lưỡi không rỉ. Lưỡi cũng không mẻ. Trong đây có mẻ nè, trong đây có mẻ xíu. Ở trong này sáng, trong này có mẻ nè ha. Made in Japan anh chìm nè. Bao da còn. Cây này lưỡi nhìn bén lắm luôn nè. Bách. Có tên chữ đây nè. Rồi, số 14 ha, 150.000 cặp kéo. 15. 15 một cây kéo cắt cành ha, đúc liền ha. Cái con sâu, cái này nó mắc cái trời đất ơi. Vụ gì vậy? Cây này nó mắc cái chốt gài rồi. Còn cái lò xo này là lò xo mới nha mấy anh mấy chú. Cái lò xo này nè. Lò xo mới nha, từng gắn vô á tại bữa có mua giùm á. Mua giùm cho ông khách á. Xong cái cũng mua nhiều rồi, cái nào không có có lò xo cái gắn vô á, xài ok luôn. Nè. Có chữ ha. Chữ anh chìm đi hết nè, đây nè. Chữ mọc luôn, đây bên chữ bên đây. Kéo này như nãy đo cho ta 18 thôi. Cái này mấy anh chú về chế cái này. Lưỡi không mẻ nè. Rồi cái này 18 luôn. Rồi một cây kéo tỉa này. Kéo tỉa này ha, nhìn nó rỉ ha. À, kéo này nhìn nó rỉ, nó không đẹp nhưng mà thép nó bén nha. Nó còn rít nữa nè. Thép nó bén, mũi nó bén ghê á. Cái này mấy anh chú về xài cái nó lỏng ra ha. Rồi, cái số 15 ha, 240.000. 16. Đây, này gắn cho hai cái lò xo rồi. Đây. Cái lò xo sao mạnh dễ sợ luôn á. Cái này còn rít luôn nè. Đây dạ. Đây. Trời còn xét đó, nó rít, vệ sinh nó chưa sạch đó. Đó, cái này có chút gài ha. Đây có chữ anh chìm nè. Đây luôn. Cái này 18. Rồi, một cây kéo tỉa này dài 17. Kéo tỉa nè. Có anh chìm trên dao băng luôn. Nó mắc cái lò xo. Mắc cái chốt gài. Rồi, cái này 16 ha, 201. Lấy thùng bột mới gặp lại. 16 201 17. 17 cái cây này nguyên cái bộ sủi này, sủi cán nhựa này chắc là làm kiểu chắc là sủi chỗ nhà bếp á. Cái mũi còn đẹp không nè.
mấy cái mũi cái lưỡi nó nè, không có mẻ, không có mua mẻ nha. Sao cây này công 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 dùm công vòng vậy bà? Đó, cái này điêu khắc cầu cũ vậy nè. Cái này nó không có hộp, cái nhìn cái da nó bị sừng. Rồi cái số 17 ha, 120.000. Rồi 18. Là nguyên cái gỗ điêu khắc. Đây, hai cái chĩa. Rồi mấy cái mũi dao nè, mũi dao khắc nè. Mũi dao đẹp không à. Dài có, ngắn có luôn. Đó. Thấy không? Dài ngắn nè, hai cặp này ngắn này dài nè. 2 4. Nè không kiểu ha. 6 8 10 12 14 16. Rồi số 18 100.000. Rồi 19. Trời ơi, nhìn cái màu này chọi lội chưa. Cái này cực dội nè. Cái này nó có 500. Trời ơi, hết cứ ngắt luôn rồi. Quá trời, hết mạnh lắm luôn. Cái này của Tajima ha. Cái này chắc nó dài 450 là dài ta. Made in Japan nè. 500 còn đẹp. Cây này còn đẹp quá trời luôn. Đây. Đó. Đây, mấy chú mấy anh làm nghề gì nè. Đó. Thông số nè. Rồi, đây dây nè ha. Nhau vô. Đây. Cái này cục này là 400g nè. Rồi cái màu gì mà nổi thế sợ luôn á. Màu hồng 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 cánh sen mới chịu á. Đây rồi cái này ha. Đó. Cái mũi còn đẹp quá trời ha. Ý. Rồi hết cứng ngắc luôn. Cái này cho mấy chú làm thợ, làm thợ xây nè. Trời trời hết. Rồi số 19 ha, 200.000 mấy anh mấy chú ơi. 20. Rồi 20 là bộ cần tiếp ha. Bộ cần tiếp 1/4 ha. Nhỏ nhắn mini. Đó, có tay cầm này của Trung Vanadum gì đây. Cái này cái ống của nó, cái này đầu tiếp của nó là lớn nhất của nó là 13 nha mấy chú. Đó, 13 ha. 13 tới nhỏ. Cái này 13, 11, 12 đủ luôn á. 13, 12, 11 nè. 11 nè, 10 nè. Cái này đủ số ha. 9. 9. 8. 8, 7, 6, 5. Rồi tới 5 là nhỏ nhất. Rồi cái đầu này là đầu, cái đầu này, cái đầu vít nè. Cái đầu qua đầu vít mà đầu USA luôn nè. Nó USA luôn ha. Cái này gắn vô đây. Đó. Rồi. Mấy cái đầu vít này là đầu vít vít sale hết luôn nè mấy anh mấy chú nha. Nè. Vít vít sale nè. Đó, vít sale nè. Cái đầu này thì có con đầu nó bị hư ha. Có đầu nó bị vé bên, còn có con đầu thì đẹp. Còn cái cây nhỏ này thì hai cây đều đẹp hết, đẹp ghê luôn. Đây ha. Đó. Xong rồi mấy cái đầu vít này luôn ha. Đó, mấy cái đầu vít chui lục giác nè. 2, 4, 6, 7 đầu. Cái này là BH3. BH2. Cái BH3, cái BH2 ha. Rồi mấy cái lục giác nè. Cái này mấy cái lục giác là lục giác 3 ha. 3, 4 nè. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Còn có cái cây này là cây cây T15 vậy đó. Đó. Cái này đầu lục giác. Đó, dẫn vít đảo chiều luôn ha, giống như cây tự động luôn. Đó. Có cái
cái tay cầm rất là chắc chắn. Rồi số 20 ha, 200.000. Số 21 ha. 21 này, bộ này là cần 3/8, 3/8 xuống 1/4 và cả đầu vít nha. Đây, cây này là cây của Gia Băng ha. Gia Băng. Giòn khú luôn. Để coi mấy cái đầu này là mấy cái đầu dài nè. Đó. À, hai cái ống dài luôn ha, cây này cây 12 nè, 12 nè. Gia Băng ha, 12 của KTC Gia Băng luôn, cái này 13. Mấy cái đầu còn rất là đẹp. Đó, 12 3 con ốc dài ha. Rồi ốc lớn nhất của nó là 19. 19. Đây. Lớn nhất của nó là 19 đó. 19 ha, 17 thì cũng có, mấy cái đầu tiếp này thì cũng có đầu đẹp và đầu xấu. Đầu đẹp và mình đầu xấu nha mấy anh mấy chú. Không phải là nó quan trọng là cái răng nè, cái miệng của nó. Rồi cây này 14 ha, 13 nè. 11 10 có 20 11 này nhỏ nè. 12 này, hai mấy cái này xấu ha. Nó rỉ á, nó rỉ nó chày nè. Cây xấu. Đó. Rồi một cái đầu nối. Rồi xong. Xong cái này thì mình đầu nối nó nối xuống 1/4. Đó, nói nó xuống 1/4 ha, giống như mấy bộ trước. Còn đây là một cái vít xe ha, cái vít tự động luôn. Vít xe cái đầu tự động luôn. Có một cái đầu này luôn, cái đầu này thì mình có thể xài cho con ốc, cho cái đầu bu lông này nè. Đó. Cái kiểu cầm này thì dặn rất là ok ha, rất là chắc chắn ha. Đó. Còn không thì đây mình có thể xài vít. Đó, một cây vít BH2 rất là dài luôn. Quá trời xịn luôn ha. Cái đầu vít này đầu vít chưa xài luôn nha. Rất là dài. Nó có một cây dẹp thì nó ngắn. Rồi thêm một cây ngắn muỗng. Cây 1/2 mà cây vít BH2 mà ngắn. Đó. Đảo chiều nè. Đảo chiều ha, bấm lên đây nè. Đó. Bấm giữa là nó đứng. Đó. Rồi nguyên bộ này. Bộ hai bộ là cả vít luôn. Rồi số 21 350.000 không có cái mâm. 22. Hôm nay cưa ha, hôm qua mấy anh mấy chú nào mà chốt cưa không được, hôm nay mình chốt. Rồi hôm nay có một cái cây lưỡi hái còn trong bao luôn ha. Còn đẹp luôn nè. Mấy cái lưỡi hái này mằn cỏ hơi bị sướng á, mằn cỏ vườn. Cỏ vườn, cỏ trước sân nhà. Rồi một cây cưa xếp luôn. Cái cưa xếp này cũng còn đẹp. Đây nè, găng cưa, mấy cây cưa găng cưa xếp này nó rất là bén. Cây này thì tổng thể của nó là dài cái lưỡi nó 20 à, cái lưỡi 20 ha. Tổng thể của nó là dài 47 năm. Cây này giống như là chưa xài vậy trời. Má nó bén ghê. Đó. Rồi, một cây cưa sắt luôn. Cưa sắt ha. Rồi, số 22 150.000. Số 23. 23 đây, một cây cưa sắt. Cưa sắt lưỡi mới không nha. Em anh chú. Rồi một cái lưỡi cưa. Cái lưỡi cưa rất là nhọn và bén luôn nè. Cái lưỡi này 24. Bén ghê luôn. Cái này mấy anh chú không biết có về mà chế thay vô đây được thì thay, còn không thay thì mình làm cái cán, hoặc là làm cái cán. Làm cán nó xài ok nhất luôn. Còn cái cây này made in Gia Băng nè. Đó. Như nó có cái gì đây nè, nó có cái nút này gãy rồi. Còn bén luôn nè. Rồi một cây cương ngách luôn. Cương ngách này dài ghê á. 38 luôn. Rồi. Số 23 ha, 150.000. 24.
24, một cái lưỡi hái luôn. Mấy lưỡi hái này còn bén luôn nha. Nó hàng cũ nhưng nó bén. Rồi một cây cương ngách. Đó, cương ngách thì răng nó chôm chổm mà. Rồi một cây cưa xếp. Cây cưa xếp này còn bén. Mấy cưa xếp rất là bén. Không có gãy mẹ răng nào ha. Rồi một cây cưa sắt. Cây cưa sắt này lưỡi đẹp mà cái ngoại hình nó không đẹp ha. Cái này có kéo ra dài ngắn nha. Cái này có thể hạ vô ngắn, tùy nhà mấy anh có xài lưỡi ngắn dài gì đó. Rồi số 24 ha, 150.000. 25. Đây 25 một. Trời ơi cái cưa này. Cái cưa gom tago này, cây cưa này ha, nó bị rỉ ở đây. Nhưng mà lưỡi còn gờ vô là bén lắm luôn, cán cũng còn đẹp luôn nè. Cây này cán nhựa ha, mình cầm. Trời ơi cây này lưỡi dài tới 30 lận ha. Tổng thể của nó là dài 43. Rồi ở đây thêm một cái lưỡi nữa. Cái lưỡi ngoài này rất là đẹp luôn. Cái lưỡi này giống như lưỡi không hề có gì đó. Có đây rỉ nè, gom tago 270 này, dài 270. Cái lưỡi cắt không á. Đó, về nếu mình xài cái lưỡi nhỏ này mình xài đó, cái lưỡi này nó ngắn hơn lưỡi kia nữa không? Lưỡi này lưỡi dài 30. Cái này lưỡi nhà lưỡi ngắn 270 nè, xài biết nào mà hư cái cặp cưa này luôn. Rồi, xong một cái cưa ngách nữa. Ủa rồi cái miếng dán chữ đâu rồi? Cái số vừa rồi là số mấy ạ? À? À đây, trời ơi khùng ghê trời. Rồi số 2 là 150.000. Kêu quá vậy. Cái đây mấy cái lưỡi này nè, 240 da bằng hay mấy cái lưỡi của da bằng hết nè. Mấy cái cưa này á là mấy cái này là mình gắn nó vô trong cái dao gọt giấy á mấy anh đó chú. Cái này dao gọt giấy nhà mình có hai cái chức năng á. Đó, có thể mình thay lưỡi luôn, lưỡi nó rất là bén. Đó, cái dao này nguyên cái combo này lưỡi cưa rất là bén. Đó mấy anh mấy chú thì nếu mà ai mà khéo tay bạn mua về mình làm mình làm cán hoặc là mình ở nhà mình có cái ấy thì mình thay ha. Đó, mấy cái lưỡi cưa gỗ. Làm mà sao mà cha cán đẹp đẹp cái mình tặng cho bà con ngựa cây luôn. Trời ơi tao khoái dữ à. Đó, mấy cái lưỡi nè. Bén thấy ghê luôn á. Rồi một cái lưỡi cưa ngắt nữa nè. Rồi, cái lưỡi cưa này lưỡi cưa mỏng nha, lưỡi cưa này cái kiểu nó sống dài này nè. Đó, dày. Ố lưỡi gì lưỡi dày. Quá trời lưỡi luôn ha. Cái này về anh mấy chú lụm combo này về làm nguyên một combo cưa rồi tặng cho người cây cắt củi luôn. Made in Japan không ha, lưỡi chắc bén hình như là 10 lưỡi. Rồi cái dán ở đâu mất, dán ở đâu nữa, rồi giờ đi kiếm cái tờ giấy. Rồi 26 ha, 200.000. 27 đây. Rồi. Cây này là cây đuôi chuột. Đây cây đuôi chuột 13 của Super luôn. Nhìn bả thấy cưng dễ sợ luôn không? Răng đẹp, mini dễ thương. Gì trời? Rồi cái cây này cũng của Super luôn ha, cây đuôi chuột. Cây đuôi chuột này 14 17. Đây, răng rất đẹp. Đó. Rồi, cây này cũng của Super luôn ha, Made in Japan. Cây này đẹp mà nó gọn ha. Cây này cây 17 19 á. Đây. Răng xuất sắc chưa? Y như mới luôn nè. Không tì vết ha. Kêu nghe mòn một cái mọt cái răng luôn. Rồi ba cái đuôi chuột này số 27 ha, 250.000.
số 28. Bữa nay có bộ cần tự động, hôm nay mấy cái bộ dòng rất là đẹp, đẹp và đủ số luôn. Rồi hôm nay có vít tự động nha. Đó. Rồi cái cây này là 11 và 13 nè. Centiton chung cái này là nhiều thương hiệu nè. Bên đây nó có rỉ ha. Bên đây nó đẹp nè, bên đây nó nằm ở dưới mưa lâu ngày quá nó rỉ. Đó, găng thì nó còn ok. Đó. Đây găng ok. Rồi, cây này của KTC, cây này 10 và 12. Đó, 10, 12 ha. À, cây này đảo một chiều. Cây này đảo một chiều nha. Cây này không có đảo chiều mà là đảo một chiều. Rồi, cây này cây 8, cây 9. Ủa, cây 8, cây 9 hay cây 6? 6. 6, 8. Đây là 8, 9. Đó, găng cũng còn đẹp luôn, cây này thì cũng đảo chiều. Đó rồi, cây này là cây 13 ha. Đây cây 13 luôn. Nó có rỉ ha. Găng găng dòng của nó ok nè. Gặt qua đây. Đó. Rồi, bốn cây này 200.000 luôn. Số 28. 29, 29 cây vít xoay vít xeo ha. Cây vít này rất là đẹp luôn nhưng mà lúc có lúc mà mình coi hàng mình không thấy mà sao nó nứt ở đây rồi. Cắn cứng khừ luôn à. Cái thằng nó soạn hàng cái nó quăng hay gì nè. Cái thằng soạn hàng nó quăng á. Liệu hồn. Đây nè. Vít xeo. Nó cây vít vít xèo của nó tới mũi vít luôn ha. Mũi vít của vít xèo luôn nè, rất là đẹp. Đó. Cây này hầu như là nó đẹp lắm luôn á. Tự nhiên quăng xong cái nước cái cán của người ta mới ra. Đó. Quá trời xuất sắc luôn. Cây này như quay bên một. Rồi cây này dài là 34 ha. Đó. Đảo chiều nè. Rồi số 29 110.000. Số 30. 30 là một cái kìm cắt kẽm. Đây ha, kìm cắt kẽm cây này của Bakuma Made in Japan. Cây này cũng còn đẹp. Đây mũi kìm rất là đẹp luôn ha. Cái mũi này nó mỗi hãng nó có cái kiểu khác nhau. Cái mũi này nó cái mỏ nó nhọn lên chứ không phải như MCC thì nó bằng, cái này nó nhọn lên, mũi nó kiểu cảm giác nó dài, cái mỏ nó nhọn ra xíu. Lưỡi còn rất là đẹp luôn, nhìn là biết bén rồi ha. Rồi số 30, 120.000. Số 31, đây 31 ha, hôm nay có máy vít tự động luôn. Đây, cái này là BH1 nè, cái đầu vít đó, tự động đảo chiều nè. Bấm xuống. Bấm giữa là ngừng. Rồi, trong đây là rất nhiều đầu vít ha. Có đủ luôn. BH1, BH2, BH3 sao á. Đâu rồi. Đúng rồi, BH3, BH1. Cái này là BH2. Ủa BH1, hai cái BH1. Rồi, cây hai cái chữ nhỏ, cái chữ lớn. Đó, nguyên cái hộp của nó vào trong đây. Cái này hộp của nó, còn cái nào đầu vít này tiền khuyến mãi. Đó. Nhà dài ha. Chất lượng ha, cầm gì dặn thì nó ok hơn. Rồi, mấy cây vít này, cây này của Vixel đây, Vixel. Cái đầu vít ok luôn. Rất đẹp. Rồi, cái bộ vít này á thì mình mua bộ vít này thì nó có lớn nhỏ luôn, có cả vít sửa đồng hồ luôn ha. Đó, cho nên mình mua một mâm vít như thế này thì cái nào mình cũng xài luôn. Rồi cây này cây nhọn nè. Cây này chích một cái. Có chữ T luôn ha. Cái chọt này nó có chữ T luôn, dữ dằn thiệt.
Rồi cái cây này là một cây vít. À cái vít này chắc vít này vít dặn cử nè. Nó có cái cử này là chắc mình để mình dặn điều chỉnh cái cử nó vô á, phải sao không ta? Không suy nghĩ vậy. Cái này biết không? Một. Đó. Bữa nay màu hồng nhiều ta. Đó ha. Nó đủ cỡ vít luôn, nhỏ lớn mũi vít còn rất là đẹp luôn. Đó, nguyên bộ vít như thế này. Đó rồi, vít đồng hồ đây. Nhỏ xíu ha, vừa vừa ha. Rồi có cái đầu ốc này nữa. Đó, nguyên một combo như thế này. Vít nhỏ lớn có luôn. Rồi số 31 200 nghìn. 32. 32 cũng vậy luôn nè. Ông nào thích màu hồng thì chốt màu hồng, còn thích màu vàng thì chốt màu vàng nha. Ông nào thích màu hồng cánh sen thì chốt hồng cánh sen. B2. Còn ai thích màu đen thì chốt đôi dép. Ngày qua đi đám sinh nhật á, kể bên ngàn qua đi đám sinh nhật mang mang giày đồ lên, đồ lồng lộn ở nhà lên lồng lộn lắm, ghê lắm, mang giày VIP lắm nha, mang mới ra chạy chưa được cây số nữa cái mưa mưa cái giày mới mua mà thằng ơi thương, tháo cốp xe ra bỏ giày lên đi chân đất đi vô tới gần tới đám cái ghé chợ mua đôi dép, nó mới mua đôi dép nào mang đó ngon lành không. Đi tôi đi đám tốn tiền, tôi đám là tốn tiền mua đôi dép nữa đó, kiểu dằn không. Trời ơi cái này nó cũng dính nè, để em lau cái mấy cái đầu dít lại, để mà để vô cho nó sát. Đây dít cộng ha, ủa dít trừ nhỏ lớn rồi dít cộng của nó nè, cộng của nó cái này B2 BH gì chắc nó lộn xộn ở trong á, cái này mất thời gian lắm quá. Đó cây này mình lượm đi đâu mình bỏ túi ha, mình đi làm mình bỏ túi nó cũng có đủ đủ vít để mình xài, hơi bị vip đó, đảo chiều rồi ok ha. Rồi cái này cũng vậy luôn, da băng nè, mấy cây này vít đẹp không. Rồi một cái vít sao luôn, sao chữ T luôn nha, T20. Đó, mấy cái này mua combo vít thì về cây nào cũng xài được, nhỏ lớn. Rồi có vít đồng hồ nè, pixel nữa ha, nhỏ xíu nè, mấy cái vít sale này đẹp ghê đó, đồng hồ điện tử điện thoại luôn. Rất là thành thợ hết đó. Rồi số 32 200 nghìn. 33. 33, đây cũng là một cái vít chữ T. Đó. Ba cái đầu trừ luôn nè, ba đầu trừ, ba đầu cộng. Trừ nhỏ lớn. Vừa vừa. Đó. BH1. Mấy cái vít này tiễn không á, mấy cái mũi vít tiễn không á, nó đẹp. Rồi vít xeo luôn. Rồi vít nhỏ ha. Đó. Nhỏ lớn. Cái này hai đầu. Rồi số 33 200 nghìn. 34. Đó, cứng thử ha. Leo lên. Anh mới giữa đứng rồi đẩy xuống không xuống. Rồi đầu vít hôm nay cũng có đầu vít luôn. Đó, cái nào cũng đầy đủ ha. Trừ cái này hay cộng một cái bông sao. Rồi cây này cũng pixel luôn nè. Đó. Dứt dẹp.
Rồi cái này Tamiya gì nè. Ồ, cái này tháo mấy cái đầu đẹp không? Cái này giống như là bằng gan bằng gì đó, chứ không phải bằng nhựa nha. Đó, mấy cái đầu vít. Đó thì cái số nào anh chú nào thấy cái số nào mình ưng mà sử dụng thì đây, cái này giống mũi khoan ha, cái này khoan gỗ nè. Chốt, đó. Rồi số 34 200 nghìn luôn. Chờ đã ơi. 35. 35 là cái mâm này, là cái mâm mâm vít. Đó, made in Gia Bằng hết ha. Nhỏ lớn đều vừa vừa luôn nè. Cái này nó còn thiếu á. Thì nó rớt ra đâu mấy cây nhỏ à. Rồi, cây này thì nó mang những cái đồ linh tinh mà rất là cần thiết nè. Cây này giống như là một cái gì không biết nữa. Đó, cái dao mà móc nhìn bén ghê luôn. Rồi, một con dao gọc luôn nè. Da băng nè, lưỡi. Cái này anh chú về kéo dũa xuống cái là bén cực kỳ. Rồi. Thấy cute chưa? Thấy cưng quá trời quá đất chưa? Cái kéo to nè, cái kéo to mini. Đó, cái này combo này là combo dọc nè. Đó. Cắt gì chứ. Đó, bén lắm luôn, để cho dọc những cái đồ linh tinh đó. Rồi, có hai cái dũa luôn, một cái dũa hợp kim, một cái dũa vuông. Cái này là lục giác ha. Cái này lục giác nó có từ 5 4 3 ha. Ba cây đó thôi. Rồi một cây combo made in Gia Bằng. Đó, rồi nguyên combo sữa đồng hồ luôn. Bằng này bằng nhựa. Đó. Có cây này cái gì nè. À cây nhỏ xíu. Đẹp ghê không? Đó, mấy cái đồ linh tinh nè. Không phải linh tinh mà cái nào cũng xài luôn. Có cây lục giác nữa nè. Rồi, có cái đột lỗ luôn nè. Đó, nguyên combo. Thấy cưng quá. Cái kéo này nè, thấy cưng quá trời. Rồi, số 35 200 nghìn. Đây. Bộ dòng ha, khóa dòng hôm nay rất là đẹp, hàng tiễn chọn. Cái này 17 19 nè. Nó từ 17 19 ha. Cái này có KTC là nó đủ hãng ha. Đây, cây này là 10 sao 2 cây 17 19 đó cha. Tôi quánh cái chết luôn nè. Làm lộn của người ta rồi nè. Em bắt làng hoàng rồi mà cái vệ sinh làm gì bắt. Bỏ cây 17 19 ra nè. Ủa? 16 ông nội. Chết mẹ. Cái hồi bị chữ lại quá. 16 chứ phải 19. Cái này 17 19. Trời ơi, cái này 17 16. Đây, 16 16 16 nha chứ không phải 19. Má ơi, xém hồi còn bị quánh nè. Đó, bộ này thì 17 ha. Đâu rồi 15. 15. 14 13 12 cây 10 cây 9 cây 8. Đó. Ồ, rất là đẹp ha. Hầu như nó đủ số. Đó, rồi. Đó, mấy cây này quá trời đẹp luôn nè, găng miệng nó nè.
Rồi số 36, 300.000 bộ phá dòng, dòng và miệng. 37, cái bộ đó không lộn, chưa chắc nha, không lộn nhưng mà bộ này chưa chắc không lộn nha. Người ta vệ sinh xong rồi làm y vậy chứ. Đây 14, 17, cái này 17, 13, đó, quá trời số luôn. Cái này 17, 19, đó, hàng đẹp không luôn. 17, 19. Rồi cây này 15, 16. Rồi đủ số luôn mới chờ. Cây này 14, 12. Cái này 10, 13. Cái này 10, 12. Rồi cây này 8, 9. 8, 9. Rồi cây này là cây 11, 10. Đó, ốc kiểu này luôn. Đó, đẹp xuất sắc không? 2, 4, 6, 8, 9 cây. Rất là đẹp, một khối dòng rất là đẹp luôn, hầu như để siêu tầm số luôn á. Rồi số 37 ha, 300.000. Mấy cái này chuyển khoản bao ship luôn. 38. Lớn nhất của nó là 19. Rồi cây này 19, 17, 19 nè. Rồi cái này 17 ha, cái này miệng nè ha. 16. Rồi cái cây 16 của Sanki nè, con tem luôn nè. 17, 16 nè. 15. 14, quá trời đẹp. 14, 13. 12. 11. 10, 8. Đó, nguyên bộ siêu tầm xuất sắc chưa, đủ số nè. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 luôn, 17. Rồi cây này 17, 19 luôn. Đó, găng miệng đẹp, len keng luôn. Rồi số 38, 300.000. 39 mã số cuối cùng luôn. Cây này 14, 13, 15. Đó, 14, 15 ha. Cây này 17, 19. Cây 14, 15 nó bự hơn cây 17, 19 nữa, nó dài hơn nữa. Rồi, cây này 14, 17. Cây này 14, 12. Cây này 10, 13. Cây này 10, 12. Không có trùng số luôn, đầu này qua đầu kia luôn. 8, 9. 8, 10. Rồi có một cây lạ luôn, cây này cây 10, bên đây là 5/16 gì đó, ốc gì nè. 2, 4, 6, 8, 9 cây, đó, quá trời đẹp. Đó. Rồi số 39, 300.000 kết thúc video ngày hôm nay luôn. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ ha. Xem kênh mà thấy thích thì cho Tuyền xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo Tuyền đăng ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.